Đây là bộ phim Tuấn sẽ đánh nhiều nhất. Đây là bộ phim Tuấn nhào lộn nhiều nhất. Chạy cái xe này áp lực quá. Có con nít nữa, có người lớn tuổi ẵm con chó nữa, rồi rồ cua qua một cái miếu nữa. Miếu thiệt chứ phải miếu dựng nha. Thích diễn hài mà mẹ bắt đi làm đóng hành động vậy đó. Anh giật lên thì á, chuẩn bị hút đúng cái đầu. Giật mình còn gì nữa? Thiệt giật mình đi. Những lúc mà người ta bị té nổ, người ta bị sát thương. Té nổ, nổ là gì? Khi mình có giấy nổ hả? Sao nổ? Đúng rồi, biết biết điều đó nha. Biết cái đó cho anh đi. Ok. Những lúc mà người ta bị sát thương. Ủa anh nhớ có dùng từ té nổ mà. Té nổ là sao nổ? Có các cái đơ, cái đó từ chuyên môn mới đúng, phải các cái đơ mới đúng biết đâu. Mọi người hãy coi nha mọi người. Nhớ đón xem năm 2023. Cảm ơn mọi người rất nhiều.